xa ở Hàn Quốc dạo này. Ở Chungju, rất là nổi tiếng cái nước mía này. Một ngày bán 900kg luôn. Nước mía Việt Nam vươn tầm thế giới, trở thành thức uống được khao khát nhất Hàn Quốc, khiến các con dân đầy tự hào. Có nhớ chưa? Mà sẽ giới thiệu cho người Hàn Quốc là một cái món ăn rất là phù hợp với nước mía nha. Một nước mía là 10.000. Mà ở Hàn Quốc thì bao nhiêu nhỉ? Bằng. Không biết đúng không? Nope. Chắc là mình, ok, mình đoán thôi nhá. Khoảng 60.000 Việt Nam đồng. Một ly. Một ly là chắc là vậy. Mình đoán thôi nhá. Cái gì vậy bà nội? 7, 8, 9. Mỗi nhà nghèo. Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Xin chào, mình là Trung Lạc của Hàn Quốc Bros. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho, không phải là các bạn, vâng, mà người Hàn Quốc, là một món ăn rất là hợp nhau và combo. Thật ra là ở Việt Nam có nhiều món ăn rất là hợp nhau, mà cái nước mía dạo này ở Hàn Quốc rất là nổi tiếng. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho người Hàn Quốc là nước mía. Ê, Korean, nước mía thì phải ăn với chân gà nhá. Cái này là chân gà rút xương sốt Thái. Thật ra là mình xuống một quận tư mà ở đây là quận Gò Vấp, rất là xa. Mà lý do mình tới đây là cái chân gà này rất là hấp dẫn, rất là quyến rũ. Thì mình tới đây để ăn thử nha. Ở người Hàn Quốc rất là thích ăn chân gà, đặc biệt là phụ nữ. Thật ra cô gái Hàn Quốc tin nếu ăn chân gà thì tốt cho da. Mà cái đó là tin đồn thôi. Món nhà đẹp thì rửa mặt nhiều thôi. Giờ sau thì ăn thử nhá. Dạ, chào cô, chào chú. Dạ, chào con một phần chân gà rút xương sốt Thái. Một phần là bao nhiêu ạ? 100 nghìn. Ồ, ok, chào con. Cái này đúng không ạ? Đúng rồi. Ồ, cái này là ướt. Rồi, cóc. Cóc, à, cóc. Cô ấy bán ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ? Tôi mới bán 2 năm thôi. 2 năm thôi. Cái món ăn này là từ sáng tạo. Từ nhà sáng tạo ra. Tự làm luôn. Có cô chú làm tại trong ngày á. Dạ, không có nhân viên luôn. Không có. Ở đây mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ? Cô bán từ 3 giờ là giờ này là cô ra cô trộn á. Hồi 3 giờ tới giờ đó trộn miếng rồi bắt lên xong rồi bán miếng cho đến 10 giờ. 10 giờ. À. 3 giờ đến 10 giờ luôn. 10 giờ đêm. Dạ, hai quát ba. Bình thường khách hàng là phụ nữ ạ? Thanh niên, thanh nữ nhiều đúng không? Thanh niên, thanh nữ. Ồ. À, rồi người lớn tuổi cũng có, nhưng mà đa số là thanh niên, thanh nữ. À, đúng rồi. Ở Hàn Quốc, chân gà thì bình thường. À. Cô gái rất thích ăn. Cô gái Hàn Quốc tin nếu ăn chân gà thì tốt cho da. Cái đó là tin đồn thôi. Hay nha. Thèm quá đi. Hay nha, thèm quá đi. Ồ, cô ấy rất là chuyên nghiệp quá. Giống như là quảng cáo luôn. Nhân viên không nói gì hết mà giờ số 1. Chua. Và các bạn ơi, cái này rất là tốt vì không có xương nên rất là dễ ăn và dễ mục. Chua ngọt cay. Trong món ăn này có tất cả điều người trẻ thích, ngọt và chua và cay nữa.
là hợp với những người trẻ. Món làm bạn. Tại vì những món làm bạn. Và rất là tiện lợi vì không có xương. Chay nước miếng, chay nước miếng rất nhiều. Vị chua. Ốp. Chua. Rất là chua. Xoài. Chua nữa. Sao đó? Nước mía. Nước mía. Nước mía. Nước mía thì rất là ngon. Không có vị. Là người Việt rất là thích chua. Mà người Hàn Quốc thì ngọt, mặn, ngọt, mặn. Mà người Việt Nam thì mình thấy khác nhau. Ngọt chua. Tiếng Hàn là chua thơ, ngọt chua cay là sao vậy? Chua cay à? Là tiếng Hàn là sao? Mẹp cu xí đà. Mẹp cu. Mẹp cu. Xí đà. Ừ. Mẹp cu xí đà. Bằng. Mẹp cu xí đà. Chua cay và chua ngọt. Các bạn ơi, cái này là món ăn vặt thì phải ăn cái gì đó sau đó ăn cái này nhá. Nếu mà không ăn gì hết mà ăn cái này thì sẽ đau bụng. 5 minutes later. Dạ đừng close up cái khuôn mặt của anh thôi. Dạo này rào tâm đã chết đi được. Thật sự. Nó rồi. Bởi vì cái món này chua ngọt thì không chán được. Nếu mà ăn tiếp thì sẽ mọc được. Không chán được thì cái đó ý là dễ bị mọc. Đó. Và lúc cay thì sẽ uống nước mía. Nước mía thì sẽ hết cay. Hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn và người Hàn Quốc một combo ba trái. Thực sự combo này thì không thể nào chán được. Giống như là dùng lắc. Thì hôm nay nếu mà các bạn đã xem vui vẻ và các bạn thấy rất là hợp nhau, cái combo này rất là mười điểm, cũng không có mười điểm. Thật ra cái nước nhà này ở Hàn Quốc rất là phổ biến nên dùng lắc muốn giới thiệu một cái món ăn rất là hợp nhau với nước nha. Nếu mà có người Hàn Quốc có biết tiếng Việt và xem video này thì hãy giới thiệu cho người Hàn Quốc nha. Okay. Cảm ơn các bạn, vẫn là chúng là của những chàng trai Hàn Quốc. 감사합니다.